Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Va chạm đáng sợ thật. Kết quả thế nào rồi? Có chặn được hay không? Thánh nguyên thuật bá đạo thật. Nhưng mà đáng tiếc ta vẫn chịu đựng được. Phát này cũng đã tiêu hao hết sức mạnh của ngươi rồi. Tiếp theo, ngươi còn lấy cái gì ra mà chơi với ta nữa đây? Thật đúng là ngu xuẩn. Sao có thể chứ? Sao có thể có đạo kiếm quang thứ hai nữa? Trời ơi! Thủ đoạn như vậy, Chu Nguyên lại còn có thể thi triển thêm một lần nữa. Khó mà tin được. Khốn kiếp! Di Sơn nhanh giúp ta! Di Sơn, đối thủ của ngươi là ta. Đừng có nghĩ là đi kiếm người khác nữa. Đừng làm phiền ta. Ta nhất định là phải ra tay. Thánh đồng, phá không. Lại tạo ra vết nứt của không gian rồi. Thủ đoạn này đúng là quá nghịch thiên rồi. Mặc dù có hơi tiêu hao, nhưng mà chút trả giá này cũng xứng đáng. Chu Nguyên không có uy hiếp, không có hai đạo kiếm quang này. Ăn chút huyết đan này hồi phục lại nguyên khí một chút, đợi lát nữa sẽ xử lý người. Triệu Mục Thần, thứ gì giống như sâu kiến vậy? Cút! Người đây nè, Chu Nguyên. Dùng thiên nguyên bút của ngươi đâm ta đi. Được thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Là sâu kiến vừa nãy. Ta đã nuốt máu của hắn rồi. Đồng thời cũng đem máu của hắn cho vào trong cơ thể của ngươi rồi. Bây giờ chúng ta xem như là liên kết với nhau. Ngươi muốn cánh tay này sao? Triệu Mục Thần, một miếng nuốt trưởng cánh tay của Di Trạch. Ta nói ngươi làm thế nào lở chết như vậy? Thì ra là thèm khát cánh tay của người ta. Nói gì? Sao cảm giác cánh tay của mình, cho dù là dùng cách nào cũng không thể nào hồi phục lại được. Đây cũng được xem là một phần cống hiến. Bây giờ hắn ta đã bị thương nặng, sau đó giao lại cho ngươi rồi. Được rồi, xem như là một phần công lao của ngươi.